Anh chị em thân mến, hôm nay ngày mùng 1 Tết, chúng ta quy tụ nơi đây để rồi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa lời tạ ơn, chúc mừng năm mới và cũng gửi đến nhau lời cầu chúc một năm mới bình an. Giờ đây xin mời anh chị em đứng, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc. Vì chưng dân ngoại tìm kiếm những điều đó, nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai, ngày nào có sự khốn khổ của ngày đó. Anh chị em thân mến, cả cái dân tộc Việt Nam chúng ta đang bước vào ngày đầu năm Canh Tí với bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, vui buồn, trăn trở và hy vọng. Vâng, thưa anh chị em, thật là buồn khi có những câu chuyện xảy ra trong những ngày giáp Tết mà cứ ngỡ rằng đó chỉ là mơ. Chẳng hạn câu chuyện một người hàng xóm phóng hỏa đốt nhà người lân cận khiến 5 người tử vong vào rạng sáng ngày 21 tháng Giêng 2020 tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng gì vì một chuyện nạn nhân không chịu bán nhà. Thật là buồn. Vì trong 5 người tử vong có một cặp vợ chồng, họ ra đi để lại 2 đứa con còn nhỏ dại. Mới ngày hôm qua thôi, họ còn nói cười dặn dò 2 đứa trẻ về quê ngoại ăn Tết. Các con phải ngoan. Các con đợi ngày 28 Tết, cha mẹ sẽ về. Vậy mà chỉ sau một đêm, họ nằm đó với hình hài chẳng còn nguyên vẹn. 2 đứa nhỏ bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Buồn quá phải không anh chị em? Bên nỗi buồn đó thì dẫu sao cuộc sống vẫn còn có những tấm lòng nhân ái như những bông hoa rực rỡ dệt lên vẻ đẹp của mùa xuân. Một công ty trách nhiệm hữu hạn may tại tỉnh Bình Dương phá sản. Hàng trăm công nhân không có tiền lương thưởng Tết, khiến cho bao anh chị em công nhân hoang mang và in hằn nỗi lo âu Tết này rồi sẽ ra sao đây. Thông cảm hoàn cảnh khó khăn của anh chị em công nhân, vào sáng ngày 15 tháng Giêng tức 21 tháng 12 âm lịch, trên trang Fanpage chính thức của mình, ca sĩ Thủy Tiên đã đứng ra kêu gọi quyên góp. Và ngày 19 tháng Giêng trước Tết 5 ngày, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh đã đến tận công ty may trao gần 1 tỷ tiền hỗ trợ cho các công nhân có tiền để về quê ăn Tết với gia đình. Một nghĩa cử đẹp tô đậm ý nghĩa của những ngày Tết cổ truyền của chúng ta. Anh chị em, giữa những giọt nước mắt và nụ cười của những ngày giáp Tết đã làm nổi bật lên sự nô nức chờ mong, mong cho Tết đến. Đó chính là sự đoàn tụ. Nhạc sĩ Francisco đã dệt lên khúc nhạc xuân nói về ý nghĩa của những ngày xuân. Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình, cũng về với ân tình. Ngất ngây với nguồn yêu mến, dâng đến lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn. Quả thật, Tết về là dịp để những đứa con trở về bên gia đình, người thân về với cội nguồn, nơi đấng sinh thành đang chờ đợi sau một năm xa nhà. Và còn hơn thế nữa, thưa anh chị em, Tết còn là cơ hội để sum họp và qua đó thắp lên niềm tin cho cuộc sống. Nói như anh Hoàng Anh Tú đã trao đổi với đứa con về việc tại sao phải về quê ăn Tết, được đăng trên trang blog của mình. Tết vẫn cần tồn tại như những bàn thờ gia tiên ở mỗi nhà, là đức tin để chúng mình cậy dựa.
thắp lên một nén nhang đêm giao thừa, vốn là thắp một lòng tin vào may mắn cho một năm phía trước. Xã hội càng văn minh, chúng ta càng cần những đức tin để soi dẫn đường đi, để biết làm việc thiện tích đức, để biết sống tử tế gieo điều lành, để biết sống xấu hổ khi lỡ sai lầm nhỏ nhen khuất tất. Bố truyền cho con những đức tin nhỏ bé thay vì những bài giáo huấn khô khan. Đó không phải là mê tín mà là đức tin. Chỉ khi chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ ham muốn làm người tử tế, biết dừng lại khi có ý nghĩ ích kỷ, xấu xí. Và Tết chính là thời điểm ta nói với nhau nhiều hơn về đức tin ấy. Vâng, hôm nay thưa anh chị em, trong ngày đầu xuân mới, chúng ta quy tụ với nhau tại thánh đường này để minh định lại niềm tin cuộc sống của chúng ta. Những người Kitô hữu, đó là Thiên Chúa là Cha nhân ái, hãy tín thác vào sự quan phòng của Ngài và hãy gửi đến cho nhau một lời cầu chúc. Chúc cho tất cả chúng ta tiên vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Dĩ nhiên lời cầu chúc này có lẽ không hợp với sự chờ mong của nhiều người, bởi người đời chờ đợi trong năm mới có được sức khỏe dồi dào và sống trường thọ, có được sự giàu sang tiền vào như nước sông Đà, hay là được thăng quan tiến chức. Thi sĩ Trần Tế Xương đã mỉa mai, lặng lặng mà nghe nó chúc nhau, chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. Phen này ông quyết đi buôn cối, thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu. Lặng lặng mà nghe nó chúc giàu, trăm nghìn vạn mớ để vào đâu. Phen này ắt hẳn gà ăn bạc, đồng rụng đồng rơi lọ phải cầu. Lặng lặng mà nghe nó chúc sang, đứa thì mua tước, đứa mua quan. Phen này ông quyết đi buôn lậu, vừa bán vừa la cũng đắt hàng. Lặng lặng mà nghe nó chúc con, sinh năm đẻ bảy được vuông tròn, phố phường chật hẹp người đông đúc, bồng bế nhau lên nó ở nó. Vâng, thưa anh chị em, đó là những điều mà người ta chờ đợi khi bước vào năm mới. Để rồi năm này qua năm khác, con người vẫn khắc khoải trong sự khao khát của mình. Tại sao thế? Thưa, bởi tất cả chỉ là phù vân. Tiền bạc, sự giàu sang, địa vị, chức tước không thể nào làm cho cuộc sống của chúng ta kéo dài thêm được một gang tấc. Điều quan trọng mà chúng ta phải ước mong trong ngày đầu năm mới chính là ước mong có Chúa ở cùng. Bởi nói như Thánh Vịnh 126, ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người tranh thủ canh đêm. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ, Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng. Quả thật, chỉ khi nào chúng ta cậy dựa vào Thiên Chúa, chúng ta mới có thể kiến tạo cho mình một cuộc sống an vui đích thực. Bởi chỉ trên niềm tin vào Thiên Chúa, chúng ta thực sự hoán cải cuộc sống để chúng ta đi ra khỏi cái vỏ ích kỷ của mình. Từ đó chúng ta thực sự quan tâm đến nhau, loại bỏ lòng tham vô lỗi và làm sống lại trái tim chai đá vì vô cảm. Và đó chính là con đường dẫn chúng ta bước vào năm mới tràn đầy hy vọng. Mượn tâm tình của thi sĩ Tú Xương, tôi xin được gửi đến anh chị em đôi lời cầu chúc. Bắt chước ai ta chúc mấy lời, chúc cho khắp hết ở trong đời, quan dân người người ở khắp nước, sống sao cho có đạo đức người. Amen.